Tiếp theo người ạ, buổi chiều nhanh gọn được một chiếc Lifan phiên bản Sport 125 về Thanh Hóa này. Con này thì giá cực kỳ mềm luôn mọi người ạ. Đây, bên mình thì trung chuyển xe mọi người thể sẽ bằng xe 2 tầng này nhá. Về vấn đề gọi là chầy xước xe thì mọi người khỏi cần suy nghĩ đi. Mọi người suy nghĩ làm sao để chốt được cọc để mình ship xe mọi người nhá. Đây, xe rất rẻ luôn này. Đó, 2 tầng đàng hoàng nhá. Rất yên tâm đi, quá rẻ luôn này. Đây có miếng ngăn cách đàng hoàng nhá. Miếng này rất là dày đấy mọi người ạ. Mọi người xe này nhá, rất là dày luôn, dài mà ly rưỡi đúng không anh? 1,5 phân. 2-3 sen luôn, thấy ghê không? Quá đẳng cấp mà. Đấy, chắn là chắn hai lớp đàng hoàng nhá, cứ yên tâm đi. Đây này, giờ thì mình đang chuẩn bị nhảy xuống luôn. Ok nhá. Đó. Quá rẻ, quá xịn sò, quá đẳng cấp luôn. Đây. Sâu trong cửa hàng mình còn rất là nhiều mẫu xe, có hỗ trợ trả góp và có hỗ trợ ship xe toàn quốc. Ship xe xa 63 tỉnh thành nhá. Xe gì cũng mua, xe gì cũng bán này. Đó, đây. Con đó thì mọi người chuyển đi trước cho bên mình 11 củ là có xe rồi đây nhá. Rất đã này. Đấy, 2 tầng đàng hoàng luôn. Quá đẹp nhá. Đây, con đó thì mình còn một chiếc màu đỏ mọi người ạ, mọi người yên tâm đi. Đây mới về chiếc Kawasaki 250 này. Đó đã nhá, ai cần mua bán trở xe thì hãy nhấp máy qua cửa hàng xe máy Phương Nam nhá mọi người.